心窝的梭哈。心窝的梭哈。Rồi hôm nay chúng ta học với nhau kinh Lăng Nghiêm. Quý vị biết không, chúng ta có cái thiện duyên rất lớn. Thứ nhất là mình học kinh Pháp Hoa, rồi sau đó là mình học kinh Lăng Nghiêm. Hai kinh này là không còn cái gì cần thiết hơn nữa. Thì là mình chắc chắn là có sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát. Kinh Pháp Hoa đấy thì nói rằng là chúng ta sẽ thành đúng vậy. Những lời dạy trong kinh đó nói cho tất cả chúng ta đây đó, ai cũng có phần hết trơn, để nói mà cũng có phần, ai cũng có phần hết đó. Rồi nếu mà muốn được thành Phật thì làm sao? Kinh là nghiệp, đúng, tu kinh là nghiệp đó. Thật ra là ngẫu nhiên mà lớp cao đẳng của mình phải học hai cái kinh rất là quan trọng. Để chúng ta nghe đi. Mặc dù hơi khó. Dĩ nhiên là hôm trước đó, tại vậy mới được học cái kinh Pháp Hoa trước đó. Pháp Hoa mình nói chuyện đó là một cái vở kịch rất lớn, nhiều bàn đúng không? Nhiều bàn à, nhiều màn đúng không? Giống như kinh dài nhiều tập đó, đúng không? Rồi hết cảnh này đến cảnh kia, Bồ Tát hiện ra rồi phóng quang xẹt xẹt xẹt, rồi mưa xuống, rồi hiện ra tòa nhà để ngồi nghỉ ngơi đó, tất cả cái đó làm sao như một cái lời nhắn nhủ mà là Đức Phật biết trước rồi, tâm tính chúng sanh này làm sao là Đức Phật diễn ra một màn đó cho mình coi. Rồi xong coi xong rồi làm sao, không phải là nằm xuống ngủ nha. Đừng nói xong rồi là xếp một tủ nằm ngủ đâu. Bây giờ là đến kinh này là tu
tu thì dĩ nhiên không có dễ. Nếu dễ thì đâu có nói chuyện gì nữa đâu. Nhưng mà khó mà nhờ mình đã có cái bản đồ, có cái sự gia hộ chư Phật. Thành ra mình không có sợ nhé. Tuần trước á, tại vì mình ấy đó, thành ra mình dồn dập bài vở nhé. Tuần này vẫn còn dồn dập. Tuần sau á, vẫn còn dồn dập. Tuần sau đấy đó, 7 năm 7 6. Tại vì sao? Sau đó là mình có bài thi nữa. Tuần sau là đó, 7 năm 7 6. Xong đến cái tuần sau nữa đó, là mình mới học có một bài đó. Thật ra đại chúng có tuần trước mình học đó, quý vị có về ngó lại mấy cái câu đó rất là quan trọng. Và khi mà ngài A Nan á thay mặt mình á hỏi Đức Phật là cái tâm ở đâu, làm sao thấy tâm ở đâu á, cái đó như sư nói đó, những cái có cái câu rất là dễ ta nói là tâm nó ở trong thân hay tâm ở ngoài thân, tâm núp trong mắt. Ba cái đó dễ, mình nghe, mình nghe có mình hiểu liền. Làm sao có tâm ở ngoài thân, làm sao có ở trong thân, đúng không? Đó. Hay núp trong mắt, kiếm chỗ nào trốn đó, đúng không? Nhưng tất cả bảy cái đó đều là cái mà không ai xa lạ. Ngày An An không phải là ai, ngày An An là mình. Mình đó, ngài là Đại Bồ Tát, nó thay mình để hỏi câu Phật, chắc là Phật ngồi đó cũng bị cười, cười tủm tỉm không biết tên biết tên này nói cái gì đây, đúng không? Nhưng mà ngài cũng rất từ bi, giải thích rõ ràng. Mà tại vì mình đó, là siêu việt, thành ra mình giải thích rồi mình vẫn chưa hiểu. Nhưng mà xin nói nghe, đừng nản lòng. Cái bài đầu tiên nó hoàn hỷ, lâu lâu cái đêm đó khó. Để với quý vị đọc lần thứ hai, lần thứ ba tự nhiên nó make sense. Mới đầu nó trở thì lung tung, không có hiểu. Thật ra đại chúng xin giữ cái bài đầu tiên đặc biệt. Tại vì đó là câu hỏi quan trọng nhất. Xin có thú thật cho quý vị lúc của mới vô tu đó. Người ta hỏi tâm ở đâu, cái mình cũng ngớ rồi, không biết tâm ở đâu ta. ở đây, ở chỗ nào, kiếm chỗ nào đây. Tại vì đi học thiền á là họ phải hỏi mình mấy học viên á thấy mình tướng tu sĩ chắc là gần 6 câu lầm to. Thật ra khi mà quý vị học Kinh Lăng Nghiêm rồi đó, là sẽ hiểu là tâm nó ở đâu. Chúng ta giống như là người mà giống như tuần trước mình nói đó, mình là các tướng sĩ đi bắt quân địch nhé, địch nó trốn chỗ nào không biết gì hết trơn á, là chết liền, không? Thành ra mình phải biết tâm mình ở đâu, mình cái kẻ thù của mình nó đứng ở chỗ nào, nó là ai, và trong tất cả những cái bài học của quý vị đó, thì quý vị đều thấy những cái điều này cứ lặp đi lặp lại hoài, mà đôi khi mình trực nhận ra được nó, mình sống với nó, mình cũng như là cái quan trọng của đạo Phật sư nghĩ là cái vấn đề là mình học thuộc. Có những cái điều mình cần học thuộc thì khi mà mình muốn nghĩ nó là nó tuôn nó ra. Khi mới vô chùa cũng vậy, cái gì cũng học thuộc hết, Kinh Lăng Nghiêm học thuộc, 24 thiên hoài nghi cũng học thuộc, cái gì cũng học thuộc hết trơn. Mà sau này mình mới hiểu là rất là quan trọng cho đời tu của mình. Cần đến nó là đã nó tuôn ra để cho mình áp dụng. Trong đó mình nói biết cái chỗ nào ta là phiền lắm. Rất là quan trọng để quý vị như xin kể trước trình bày đó. Lâu lâu tất cả những cái gì mà không có thấy nó khó đó, ghi xuống một giấy mình cứ nhìn nó hoài, đừng có sợ. Mình càng mà không hiểu thì mình biết mình phải học thêm nữa, đừng có chán nản. Hôm nay tiếp tục chương trình mình sẽ học 2 bài. Bài thứ nhất là Đức Phật 3 lần hoa biệt tâm. Bài thứ hai là Đức Phật dạy tâm kiên đạo của cộng sản, phải không quý vị? Chúng sanh là ai? Chính ta. Có cái tên đẹp quá. Rồi để chúng mở ra cái phần này là phần giống hết trong sách. Chứ tôi biết là quý vị đều có sách ở nhà. Nên ra
đi đến đây ấy, mình cũng phải nhắc lại cái sự định nó như thế nào, Đức Phật hỏi cái gì đó. Thành ra cái phần mà chữ mà liếc nhít dính với nhau đó, đó là cái phần có sẵn trong sách cái trường rồi hả? Cái phần mà quý vị cần chú ý là cái chỗ mà sư highlight chữ mạnh ra bên để cho nó hở ra để đọc cho nó dễ nhé. Đức Phật trong cái phần này đó thì Đức mình đã qua cái bài thứ cờ thứ hai đó, thì bài đó trong hai bài đó đó thì tại Đức Anan đó đã đứng lên hỏi Phật, thì sau cái lần mà bị Ma Đăng Già dẫn về sào huyệt á thì là ngài rất là khổ sở, ngài biết là ngài tu không có đúng, ngài cũng tình thật nói là cũng cầu mong đi tu, cũng cầu mong mà mình thì ai cũng vậy thôi, mình cũng thế, nếu mà Đức Phật mà là anh mình con là mình cũng xìu xìu ền ền đúng không, tại vì Đức Phật thầy nào cũng chỉ cho mình cái phương pháp và Đức Phật chỉ thiệt cho mình để cho mình có thể tu hành tinh tấn được. Thì đây là cái lúc mà ngài chỉ cho Anan đây. Trong 7 lần á, thì chúng ta nói là trong thân, ngoại thân, núp vào xứ trong mắt, khi mắt nhở, mắt nhắm, rồi cái tâm nó đang trốn ở trong cái chỗ đó, nó chờ cơ hội để mà nó tìm hiểu. Tùy chỗ hòa hợp mà có, chất ở chẳng giữa, cái nào không ở trong cũng không ở ngoài, nó ở giữa. Và chất tất cả các, tất cả không có dính mắt, đó là cái tâm thanh tịnh, cái tâm chân tâm của mình. Tất cả những cái này, quý vị để ý là Đức Phật trong câu trả lời dẫn giải để mà chỉ cho Ngài Anan đó, thì chúng ta thấy có hai điều. Cái thứ nhất cái là cái hiện tượng đang xảy ra ngoài, chẳng hạn cái cảnh ở Ngài đang ở chỗ Kỳ Đà, các cô độc tịnh xá ở đó, thì ngài nhìn thấy cái cảnh cây ở bên ngoài, ở trong thính chúng, ở trong cái giảng đường, những cảnh đó, đó là những cảnh vật. Và cái mà mình, cái phần thứ hai đó, đó là cái mà chúng ta cứ nói với nhau ngoài mà được để cho ngoặc kép đó, đó là cái thấy. Giờ chúng ta biết trước cái này là để mình nói để mọi người chú ý, cái thấy đó chính là cái chân tâm của mình. Thì cái đó nó không có thay đổi, dù rằng là mình qua cái cảnh đó rồi, chẳng hạn như không nhìn thấy ở trong giảng đường có những cảnh vật, có những Đức Phật, có các thính chúng, dù không còn những người đó nhưng mà cái thấy của mình vẫn còn hiện hữu. Tức là cái phần đó là Đức Ngài Anan luôn luôn nghĩ rằng là có một cái thấy đó, nó giống như là cái cơ quan, nó phải luôn luôn hiện hữu ở đó. Nhưng mà cái thấy này là một cái sự mà cảm nhận, nó là một cái về cái phần tinh thần nhiều hơn là cái giác quan, giống như cái mắt nhìn thấy cảnh vật, không còn vật nữa thì không thấy. Còn này mặc dù không còn cảnh vật nhưng mà cái sự cái khả năng được thấy là vẫn còn đó. Thật ra cái đó là cái mà chúng ta cần phải phân biệt nhé. Thì ở trong cơ quan của mình thì có mấy cơ quan quý vị? 6 cái, đúng không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì 6 cái đó thì đối trị với 6 trần, đúng không? Mắt thì nhìn thấy cảnh, mũi thì nhìn thấy mùi hương, rồi lưỡi thì nếm, tất cả những cái đó. Những cái mà cảnh trần đó, chúng ta kêu ở trong duy thức đó, mình kêu là tiền trần. Tiền là phía trước, tại vì mình cái giác quan này ở phía trước mình thấy chưa nè, đúng không? Đâu có đứng chỗ nào, giấu kín ở chỗ nào đâu. Còn có một cái giấu kín rất là quan trọng, đó kêu là ý căn. Ý căn đó mình đâu có nắm bắt được nó đâu, nó chỗ nào, nó ở chỗ nào đâu có thấy đâu, đúng không? Nhưng mà nó có, nó thì lập tức khi mà cái mắt mình nhìn thấy là cái ý căn mình nó đã khởi lên liền. Tôi thấy cái người đó ở đâu rồi tự nhiên rồi bắt đầu nó mới chạy vô trong dưới, lại ra thức kiếm coi cái ai dưới đó, nó kéo lên, giống như mình liên tưởng đến hội chợ, cái gì đó để mình tìm tòi mà
mình kiếm ở dưới cái tầng thức của mình lên. À, hình như là bà con của mình á, à, mặt nó thức cũng chạy lên nữa, à, coi có cái gì có thể xài được. Đó, thì cái những cái cảnh trần phía trước á, đối trị với năm căn của mình á, thì cái là tiền trần, mà cái mà đối trị với cái ý căn của mình á, thì nó kêu là cảnh trần. À, thì tất cả những cái này mình nói là có tính cách, một bên có các căn á, thì có tính cách cụ thể, còn nếu mà có tính cách giống như là nhận thức á, thì có tính cách trừu tượng nhiều hơn, đúng không? À, tại vậy khi mà mình học cái này á, thì mình phải học về tìm cái đối tượng, tìm cái vị trí của tâm nó đang ở chỗ nào, để mình cần phải xác định cái tâm ở đâu, để cho đó là mục đích. Tất cả những cái bài đầu tiên của mình quan trọng là tự ngài cứ nhắc đi nhắc lại, ngài bác bỏ hết tất cả những cái điều mà ngài ăn cố gắng đưa ra. Đây là cái mà con hiểu được, cái này nó là cái thấy của con là cái này nè, Đức Phật nói không. Tất cả những cái mà ngài An thấy đó, nếu cái cảm nó vẫn còn đó mà thấy ấy, thì cái đó nó sẽ là sân diệt mất rồi, là sẽ không còn nữa. Nhưng mà cái nào cái cảnh nó mất rồi, nhưng mà cái cảnh thấy, cái thấy của mình á, nó vẫn còn hiện hữu, thì cái đó nó chính thực là chân tâm. Cái đó mới là chính thực là cái thấy thanh tịnh, là không có bao giờ thay đổi hết trơn. Đó là cái mà chúng ta sau khi mà học hết những cái này á, chúng ta kết luận được cái câu như thế. Đó, với cái sự suy nghĩ như vậy chúng ta sẽ bước vô bài nhé, để cho mình không có suy nghĩ lo lắng nữa. Ông Anan đã 7 lần chỉ tâm đều không đúng, vì ông chấp vọng tưởng là tâm, nên bị Phật bắt cả. Lần thứ hai ông đứng dậy chắp tay kính lạy, cầu Phật chỉ dạy phương pháp tu hành để thoát ly sanh tử. Thì ngài nói rằng con là em của Phật đã xuất gia, nhưng mà ỷ lại lòng thương yêu của Phật, chỉ lo học rộng nghe nhiều, không truyền tu niệm, nên không chứng được đạo quả, chẳng hàng phục được nổi tà chú và ngoại đạo Katikala, trái lại còn bị ma lăng già bắt vào trong phòng. Nhờ Phật cứu độ, vậy xin Phật hãy từ bi chỉ dạy cho con phương pháp nào để tu hành để phá trừ ác kiến và chứng phần đạo quả. Đó là lời nói của ngài Anan. Phật mới hẳn hỏi lại tâm lần thứ hai. Bây giờ hỏi cái tâm của ông phân biệt cái nào là chân tâm, cái nào là vọng tâm. Ông muốn đặng đạo vô thượng bồ đề thì điều thứ nhất là phải hiểu rõ hai món. Thứ nhất, căn bản của sanh tử là vọng tâm. Tức là mình nhìn nó mà mình chạy theo nó liền. Mình thấy cái xe, mình thích liền, và vọng tâm. Mình thấy cái nhà hay là người ta nói những cái câu gì không nghe, không vừa tai đó, là mình nổi sân si lên, cái đó là vọng tâm của mình. Căn bản của Bồ Đề Niết Bàn là chân tâm. Dù cái chuyện đã xảy ra hay không, chuyện đó mình cứ nhờ mình cứ như không, biết rằng là cái chuyện ấy không có chân thật. Nó cũng như là gió, nó thổi qua đi, nó hết rồi là thôi. Rắn người mà như thế thì tâm nó như bất động. Những cái mình kêu là bát phong á, mừng vui gì nó ai ố đó, tất cả những cái đó không có ảnh hưởng đến họ được. Thì cái đó mới gọi là chân tâm của mình. Đó là cái bài đầu tiên Đức Phật dạy, là phải phân biệt được cái đó. Rất quan trọng là phải nhìn được ăn nào là vọng tâm để đừng chạy theo nó, và có là chân tâm để luôn luôn sống với nó nha. Đó, nếu ông nhận lầm căn bản của sanh tử, tức là vọng tâm làm cái nhân để tu hành á, mình thấy cái theo cái đó hoài, thấy đúng rồi, cái nhào tới phải không, cứ hết chóp này cũng qua cái chóp kia phải không, là khổ lắm, thì không bao giờ ông giải thoát được. Chính thế bio trồng chất, đúng không, khổ vô cùng. Những người nấu cát làm cơm thì dầu chảy bao nhiêu năm cũng không thể nào có cơm ăn được hết. Vậy ông muốn đường lối tu hành để sát vào sinh tử, ông hãy nghe tôi hỏi đây. Đưa hai tay, bàn tay ra, co năm ngón lại, hỏi có thấy không? Nhờ thấy cái gì? Thấy bàn tay rơi ra, năm ngón co đi, co lại và duỗi ra. Thấy cái gì để thấy và lấy cái gì làm tâm? Nói suy nghĩ phân biệt. Bắt đầu, cái này là bắt đầu để đi vừa hơi đúng rồi đó, tức là mình đã có cái nhận thức. Nhớ là cái nhân chân tâm là cái sự nhận thức.
Nhưng mà cái quan trọng là nó bất biến hay là nó chạy theo cái cảnh trần. Đó là quan trọng của mình. À, Phật mới la lên, à, cái biết cái suy nghĩ phân biệt, ông nói không được, không phải tâm của ông đâu. À, thông thường ai cũng nghĩ cái suy nghĩ phân biệt đó là tâm, tại vì nhờ cái nhận thức đó mình biết là cái này là dở, cái này là hay, cái gì đó. À, nhưng mà mình biết là dở, hay, cái bàn, con người, ví dụ vậy, tất cả mình hiểu hết, nhưng mình không có làm cho nó lay động, mình không thêm adjective. Mình không thêm cái này đẹp quá, cái này dễ thương quá, hay là cái này không thích đâu á. Bắt đầu mà đưa mấy cái đó vô là bắt đầu là mình bị dính, mình bị kéo rồi. Và dạy nó là vọng tưởng, vọng tâm, bởi các ông từ nào bây giờ nhận làm vọng tâm, làm chân tâm. Cho nên từ tỉnh giận dữ. Cho nên nhiều kiếp trở luôn. Sau đó Đức Phật dạy, này An An, ông chấp cái suy nghĩ phân biệt là tâm của ông, thì khi rời cảnh vật hiện tiền, cái tâm hiểu biết phân biệt đấy cũng vẫn còn, thì thế mới là cái chân tâm của ông. Mình nhìn thấy mà sau này, khi mà không còn nữa, mà mình biết là cái đó nó có hiện hữu, nhưng mà mình không có đặt cái tâm của mình vô để mà ưa thích hay là muốn mang vào cho người của mình. Nếu rời cảnh vật hiện tiền mà tâm hiểu cái phân biệt đấy mất đi thì không phải là chân tâm của ông rồi. Dù ông diệt hết năm chi giác bên ngoài, đó là cái thức của mình đó, nhãn thức thì mình diệt hết mấy cái đó đi. Nhưng mà cái ẩn trần của nó khi mà đã thấy rồi là lại ghi ở trong tâm rồi. Cái xe đẹp quá ha. Đấy, mặc dù nó chạy đi rồi nhưng mà mình vẫn còn ghi trong đây, mình nói mình thích nè, hay là mệt á, giờ chết. Cái tâm thầm phân biệt ở trong thức á, trong thức tức là ý thức đó, ý căn đó cũng là cái vọng tưởng phân biệt. Nếu ông nhận cái vọng phân biệt sân diệt là vọng tưởng này làm tâm của ông, thì cảnh vật hiện tiền qua rồi, tâm ấy cũng theo cảnh vật mà diệt đi. Lúc đó thành ra ông không có tâm rồi. Nếu không có tâm thì ông lấy cái gì để tu hành thành đạo chính quả? Ông phải biết rằng trong thế gian tất cả những tu hành không được thành đạo đều do chấp cái vọng tưởng làm tâm sân diệt. Tức là ngài nói một cách rất là khẳng định tại sao chúng ta tu hành mà không có chính quả, tại sao chúng ta vẫn còn trầm luân? Tại vì cái vọng tưởng mình luôn luôn ngự trị với mình, mình không có phân biệt được. Thành ra tại vậy kinh này rất là quan trọng với mình. Mình nhận diện nó là ai, mình nhận diện cái chân tâm của mình là chỗ nào. An An cầu Phật chỉ dạy phương pháp tu hành lần thứ ba. Bây giờ ngài lại bắt đầu. Thầy ngài An An thật là rất là mít ướt đúng không quý vị? Lúc nào cũng khóc hết trơn. người chắc là hiền lành lắm ha, có nói cái gì là xúc động lên liền khóc liền ha. Con thì nghĩ ra thực sự ra là quý vị biết sao, tại vì mình đặt người mình vào trong trường hợp của ngài thì mình sẽ nghĩ là mình cũng như thế nào. Tại vì đối với một vị mà quá sức vĩ đại như vậy, cái tâm của mình á, nó sự kính trọng nghĩa là không thể vô bờ bến. Mình nhìn như vậy, cái mình muốn thọ ngộ, con không hiểu, mình giúp con với á. Thành ra khi mà mình nói được cái câu đó, mình nghĩ đến cái đó, tự nhiên mắt nó ra thôi. Tại vì mình cảm thấy quá sức nhỏ bé, chứ cái sự hiểu biết quá sức lớn của Đức Phật. Sư nói chuyện đùa chứ không phải là ấy đâu. Cái đó là phản ứng tự nhiên khi mình cảm thấy mình không có ra cái gì hết trơn, đối với một đấng quá sự vĩ đại. Từ khi xuất gia theo Phật đến nay, ỷ lại là em của Phật, tin chắc sẽ nhờ oai thần của Phật ban cho đạo quả, chẳng cần tu hành cực nhọc, không nhờ ai tu lý chứng, không thể thay thế cho nhau được. Này con đi biết học nhiều mà không tu như người không học, cũng như ngồi đến đủ có thức ăn nhưng mà không có ăn, nên ra lúc nào cũng đói hết trơn á. Chúng con có hai cái chứng phiền não và sở chi. Sở chi chứng kêu là phiền não chứng và sở chi chứng, hai cái khổ sở. Phiền não là do gì? Vô minh. Sở chi là tự cao tự đại, tôi biết hết rồi. Là chết nên không ngộ được chân tâm.
và chị Tâm là thứ nhất, cái thấy thường còn. À, bây giờ đây mọi người để ý, cái quan trọng là nó thường còn, đúng không? À, chứ mà cảnh đi rồi là tâm mình cũng đi theo luôn là xong. Đó. Phật dạy nhờ cái gì mà có cái thấy, còn nhờ con mắt thì cái đúng rồi, nhãn căn. Nếu không có mắt thì chẳng có cái thấy, đúng không? À, nhận thấy là đúng thế, đúng là có con mắt đi qua rồi lấy nó không, cái ảnh chân nó vẫn còn đó, ở bên trong đó, vẫn thấy đó. Không đúng hẳn, cái phần nói theo không đúng hẳn, không có bàn tay, không có nắm tay giơ lên giơ xuống, bỏ xuống thì không có gì hết, đúng rồi. Nhưng mà mình nói cái đang cái chuyện cái nhận thức này nè, nó vẫn còn, nó ở trong đó. Thì không có nắm tay, nhưng mà cái ảnh đó nó vẫn còn ở trong tâm mình. Thì cái thấy đó nó vẫn còn đó, chứ không phải là nó mất. Đó. Phật chỉ thấy cái thấy là tâm, không phải là con mắt. Đó. Mình thấy cái này cũng không có khó lắm. Đó. Nhưng mà tại sao Đức Phật, Đức Anan hỏi? Đó. Tại vì Đức Anan là mình đó, hỏi ra để cho Đức Phật chỉ cho những hàng đại chúng chúng ta đây đó, nghe được thêm lần nữa. Kết luận, cái mình nói là nhiều khi có vẫn cái vấn đề rất là rõ ràng, vẫn còn một vài chi tiết mình chưa có hiểu rõ. Thành ra rất là cảm tạ nghe Anan nói ra. Phật dạy cái đèn không làm sáng các vật. Xin lỗi, cái đèn chỉ làm sáng các vật, còn cái thấy của cái mắt, chẳng hạn cái này trong nhà này, mình tắt cái đèn đi, mình thấy nó off, đúng không? Tại vì không có cái gì để thấy hết trơn. Bật đèn lên thì thấy hết mọi người đang ngồi đây. Nhưng mà nếu mà tắt đèn đi đó, cái thấy nó còn hay không? Cái thấy vẫn còn, nhưng mà còn là mình, dạ, mình chỉ biết là trong đấy có màu đen thôi, chứ không phải là tắt đèn đi là cái thấy không có nữa. Trời ơi, vậy là chúng ta pass rồi đó. Trong giai đoạn này xin nói thêm tỷ sự cho dễ hiểu. Con mắt cũng như bóng đèn điện, còn cái thấy cũng như điện. Khi dây đứt như dây thần kinh bị đứt, bóng bị hư thì đèn không cháy, chứ không phải điện mất. Cái điện là cái thấy. Tất cả cái điện là luôn luôn thường còn, đúng không? Rồi đoạn này Phật chỉ rõ cái thấy là tâm. Rồi chúng ta học được rồi, yên tâm. Phật chỉ tâm lần thứ hai, ngày chỉ dạy nơi thân này có cái nào trơn và cái nào vọng. Chúng ta cần phải biết rõ cái nào trơn, cái nào vọng. Giơ nắm tay lên, co lại, duỗi ra, hỏi có thấy gì không? Đấy, có thấy. Đức Phật giơ lên, co vào, duỗi ra. Hỏi, Đức Phật hỏi, tự tay ta có mở ra hay là cái thấy của ông có mở? Cái thấy của mình thấy cỡ hay là tự tay này ra? Cái mà nói là tự tay Đức Phật. Đấy. Còn cái thấy của con không có mở. Tức là cái thấy là nó không có, nó luôn luôn ở đó. Nó không có mở ra thì thấy, mà đóng lại thì không thấy. Cái thấy luôn luôn ở đó. Đức Phật chắc là rất là hài lòng. Đệ tử của ta hiểu rồi. Ngài phóng qua bên trái của Ngài Anan, bên phải Anan thì Ngài Anan vội vàng nhìn qua bên trái. Hào quang có bên đây, nhìn bên đây thì nhìn. Đó. Cái Đức Phật hỏi thêm lần nữa cho make sure. Cái thấy đó, cái lắc cái đầu này là động hay tĩnh, và cái thấy của ông cũng động hay tĩnh. Cái Ngài Anan trả lời rất là ngon lành, là cái đầu thì lắc động tĩnh, cái thấy của con không có động tĩnh. Cho 10 điểm. Đức Phật dạy cái nào có co, có mở, có động, có tĩnh, có sanh, có diệt, cái đó là vọng. Cái đó thuộc về khách, tức là tới chơi thôi, đi về, đúng không? Nhưng mà chân tâm mình sẽ luôn luôn ở với mình. Cái đó cái khách với lại cái chủ là mình là chân tâm. Còn mấy cái hành động, mấy cái đó đó, mấy cái cảnh trần đó đó thì nó sẽ ra đi khi mà hết việc rồi nó ra. Còn cái nào không động, không tịnh, không co, không mở, không sanh, không diệt thì cái đó là trơn, thuộc về chủ, chính là ông. Như thế trơn và vọng rất là rõ ràng. Hôm nay ta học rõ ràng rồi. Từ sáng giờ các ông cứ nhận cái vọng tâm tứ đại, giả hợp cho là cái thân của mình, cái vọng tưởng sanh diệt này cho đó là thân của mình. Thành ra mình luôn luôn trầm luân. Rồi, xong cái phần này rồi. Hồi hôm tuần trước cái tuần này mình học á, mình nhớ là kinh Lăng Nghiêm.
mình có 10 quyển. Thành ra đến đây ấy, là mình đã xong quyển thứ nhất rồi. Mình bước chân qua quyển thứ hai đây nhá. À, đánh dấu với quyển thứ hai này thì vua Ba Tư Nặc trong cái đội hội chúng của Kinh Lăng Nghiêm á, cũng ngoài các thánh chúng ra còn có các vua chúa nữa, các cái quần thần của vua nữa, các cái hoàng tử của vua, tất cả những cái đấy đều đến hết. Vậy thì có bà Đại Đạo Kỳ Đàm Di đến không? Có. Dạ, tất cả mọi người đến hết. Lâu lâu hỏi cứ vì tình nhé. Khi ấy vua Ba Tư Nặc đứng dậy thưa với Phật và Thế Tôn: lúc trước con chưa thọ giáo với Phật, con nghe nói phái ngoại đạo Ca Chin Diên và Tỳ La Chi Tử đều nói là thân này sau khi chết rồi thì mất hẳn, tức là đoạn, đúng không? Chết là hết. Và bên đó thì gọi là Niết Bàn, tức là mình vĩnh viễn xa lời cảnh trần này, chúng ta đi về cõi tịch diệt đó. Và họ bên đó họ kêu là Niết Bàn. Hôm nay tuy được Đức Phật dạy rõ là chân tâm với lại vọng tâm rồi, nhưng vẫn còn hồ nghi, làm sao biết rõ và chứng đắc cái tâm này là không sanh diệt, tức là làm sao mà biết rõ và được chứng đắc được cái tâm không sanh diệt đó. Đó, đây là một vị vua đứng lên hỏi. Thì Phật chỉ thân sinh diệt từng sát na. Đức Phật hỏi: cái thân của ông hiện tại đây nó biến chất như ngọc kim cương, còn mãi không hư hoại hay là phải hoại diệt? Chắc chắn là phải hoại diệt, đúng không? Mỗi ngày là mỗi già đi, mỗi ngày là mỗi đứa con nhỏ thì cao lớn lên, nó thay đổi hình tướng, mắt mà nó giọng thì khàn khàn, đúng không? Rồi tiến lên chút xíu nữa là bắt đầu đi phải viền viện. Rồi bắt đầu đi xa lăng, đúng không? Từ đó. Vua đáp: Bạch Thế Tôn, thân con ngày này rốt cuộc cũng sẽ hoại diệt. Ông biết rất rõ. Ông Đức Phật hỏi: ông chưa chết làm sao nó biết nó hại diệt, làm sao biết nó sẽ bị tan lụi? Nhà vua nói: cái thân vô thường còn đây từ chưa chết, nhưng hiện tiền nó đã tàn tạ. Ông cũng rất là giỏi, ông có cái nhìn rất là xác đáng. Mỗi niệm qua từ sát na không dừng, cũng như cụ đất thần cho chảy dần trên lúc tiêu tan, vì thế con biết thân này nhất định sẽ tiêu diệt. Đức Phật lại hỏi: thân thể của ông có phải tiêu diệt liền bây giờ không? Tức là bây giờ đánh súng là giống như là coronavirus, té xuống chết liền không? Nói không. Ngày qua tháng lại, đây là hết đông đến hạ. Đó. Bao giờ nó cũng đi từ từ, không có làm liền một chút. Nhưng mà kết cuộc cũng sẽ chết. Đó. Lúc con 20 tuổi, nó rằng tuổi trẻ thì đang ăn sắp tới. Già hơn lúc 10 tuổi, đúng rồi. Lúc 50 tuổi thì già hơn lúc 40 tuổi. Chết tắt như vậy đó. Âm thầm chết từng phút từng giây. Đức Phật hỏi: cái thấy không sanh diệt. Đức Phật chỉ cái thấy không sanh diệt. Đức Phật hỏi: ông thấy cái thân thể của ông âm thầm già chết như thế, nên ông lo buồn. Với nơi thân thể của ông có cái gì mà không sanh, không có già chết không? Đó. Đức Phật cho chắp tay cung kính thưa: còn thật không biết. Đó. Đức Phật dạy: tôi nên chỉ cho ông thấy cái không sanh diệt. Này Đại Vương, khi ông mấy tuổi mới thấy được nước sông Hằng? Ông này nói: khi mà 3 tuổi con được mẹ bồng đến yết kiến thành Tỳ Bà Thiên, thì đi ngang qua sông này, lúc đó là còn bé lắm, mẹ bế trên tay, đã thấy được sông Hằng rồi. Đức Phật hỏi: lúc mà 3 tuổi cho đến bây giờ này, ông mấy chục tuổi đó, thì ông có thấy cái sông Hằng nó có khác đi không? Cái thấy của ông nó có khác không? Ông Đức Vua nói: dạ không. Từ lúc 3 tuổi cho đến bây giờ, nhìn cái sông Hằng, cái thấy của cái sông Hằng không có thay đổi. Đó, thì Đức Phật dạy. Đó, cái đó là ông tự ông trả lời được rồi, đúng không? Cái thân này, sanh diệt này, hàng ngày mình nhìn vô gương mình thấy hôm nay râu ria ấy ra, tóc dài ra, đó, những cái đó nó thay đổi hết, thì nó có sanh diệt. Còn cái thấy, khi mà thấy cái sông Hằng, cái mắt nhãn quan mình nhìn cái sông Hằng đấy nó êm đềm, nước chảy, sương mù, ví dụ vậy đó. Cho đến mấy chục năm sau, cái thấy đó vẫn còn đó, nó không thay đổi, tại vì cái đó là cái khả năng của mình, mình nhìn, mình biết đó. Còn cái mà có hình tướng đây ấy, thì càng lúc nó thay đổi. Rồi,
Đức Phật dạy cho ông vua Ba Tư Nạc, ông hiểu rồi. Rồi đến tiếp tục đến bàn giải thứ tư, Đức Phật dạy tâm điên đảo của chúng sinh. Cái này chúng ta cần phải biết, cái tâm của chúng ta có lúc rất là thanh tịnh và nhiều lúc không có thanh tịnh. Không thanh tịnh gọi là điên đảo. A Nan cầu Phật chỉ cái tâm điên đảo. Lúc ấy A Nan đứng dậy kính bạch Phật rằng, nếu cái thấy cái nghe không sanh nghĩa là tâm của con, đó là chân tâm đó, thì tại sao trước khi Đức Phật lại của mắng chúng con bỏ mất chân tâm là việc điên đảo? Vậy là cái điên đảo đó là cái gì, con phải phải hiểu. Phật dẫn dụ để chỉ cái rõ cái tâm điên đảo. Khi đó Phật xuôi trên tay chỉ xuống đất như thế này. Và có thấy không, cái tay của như này là xuôi hay là ngược? Ngài Anna nói, nếu mà người chúng sanh thấy cái tay để vậy nói là ngược, và cái tay phải để như thế này thì mới là xuôi. Còn bản thân con không biết, còn chúng sanh nói vậy còn không biết, không cúng dường thì làm dễ sợ luôn á. Mình cũng suy nghĩ, ồ chúng sanh nói đúng không? Nếu mà đúng thì là mình cũng nói, ồ vậy cái này là xuôi, cái này là ngược. Tình thật nói ra, chúng sanh nói vậy còn không biết. Tội nghiệp ông này kia thiệt á. Phật lại hỏi ông Nan, các người trong thế gian như thế là ngược, thì họ cho như thế nào mới là xuôi? Dạ, dựng lên mới là xuôi. Rồi Đức Phật đưa tay lên rồi nói, cũng một cánh tay này thôi mà đưa lên đưa xuống. Rồi cái tâm của chúng sanh là chấp, đi lên thì kêu là xuôi, đi xuống ngược ngược, còn đến quốc độ khác lại nói xuống đây là ngược mà đến đây mới là xuôi. Tất là sao? Cái chấp ở đây, mình suy nghĩ, mẹ tôi dạy mới 3 tuổi rồi mẹ tôi đã dạy như vậy rồi đó, là bây giờ là phải đúng như vậy đúng không? Đó, đã chấp với cái mẹ nói, còn người chấp nói, ồ thế gian ai cũng nói vậy hết á, con chấp là thế gian nói đúng không? Đó, cái chữ chấp đó là điền đạo. Đúng, trời 10 điểm lên. Mấy cái này chắc là mình vô ABC khoăn rồi là dính hết trơn đúng không? Đức Phật đồng một chân tâm, vì vô minh vọng động nên chấp đây là Phật, kia là chúng sanh, đó là điên đảo. Thực sự ra cái chân tâm của Phật và chân tâm của mình giống nhau, cái tánh thấy làm sao khác được đúng không? Tại vì mọi người ai cũng thấy hết trơn á, mà tại vì mình thì thấy, mình nói mình thêm adjective vô liền, xuôi ngược sai đúng không? Nói cái đó là điên đảo, cái là điên đảo vọng tưởng thấy không? Hai chữ đó dính nhau. Rồi quý vị nghe chữ điên đảo là phải nhớ ngày đó là vọng tưởng, vọng tâm, không phải mình. Phật chỉ ngay cái điên đảo khi ấy, A Nan đã chúng ngó Phật sừng sốt, đôi mắt không nháy vì không biết ở nơi này, thân này và tâm này cái điên đảo ở chỗ nào. Phật thấy vậy chừng sót mới dạy tiếp, ta chỉ nói các pháp đều do duy tâm biến hiện, cho đến thân và tâm ông ngày nay cũng đều do, những đều là vật ở trong chân tâm hiện ra. Thì này quý vị nào, mình chúng ta đã học về duy thức là thấy rõ ràng đúng không? Thành ra mình học duy thức ấy, hay là ngay cả khi mà chúng ta học mấy cái tâm phái thầy Nguyên Tâm đang dạy mình nhất, mình học ôn lại lần nữa đó, mình áp dụng cái này. Vì sao mà các ngài chia rẽ cái tâm của mình ra đủ thứ hết trơn á? Tâm phiền não, tâm vọng động, tâm ganh ghét, giận hờn, tất cả những cái tánh hư, tật xấu, quý vị có để ý không? Nghĩa là mấy chục pháp đó là toàn là tánh hư, tật xấu của mình không á? Dĩ nhiên có người có, người không. Sư không nói là tất cả mọi người đều có hết, đúng không? Có người sinh ra là cái tâm họ rất là thoải mái. Có không được, không có không sao. Có người nhất, không có không được rồi nha. Tranh nhau đến chết cũng phải có, ví dụ vậy đó. Thành ra mỗi người sư nói cái tánh sinh ra, nhưng mà thực sự đó là tiền kiếp của mình. Cái tập khí mình huân tập nó đó. Bố mẹ mình nhiều khi thành ra cái khi người bố mẹ mà dạy những con rất là quan trọng. Chẳng hạn như có nhiều người á thì dạy đứa con mới đi đúng cái va cái bàn, nó va vào cái bàn, mình nhào ra cái đập cái bàn không tốt. Cái bàn hư này làm con tôi đau ấy. Cái nó nói cái gì mà trở ngại nó là cái lỗi người kia, không phải lỗi mình. Tự nó huân tập, nó bao giờ nó cũng nhìn người khác nữa.
lỗi mày, không phải lỗi tao, phải không? À, mình phải lắm, nó còn à, con đi con nhớ này, cái này con phải đứng tránh nó ra, à, mình dạy nó vậy thì là nó lại ồ mình phải tránh ra, nó còn kia đập cái bàn hưng bàn hưng khổ dễ sợ mình đập cho nó không phải không à. Thành ra các bậc bố mẹ phải coi chừng các bậc ông ngoại bà. Ông ngoại bà ngoại ông nội bà nội phải có chừng. Rồi để cho để là vật ở trong chân tâm ta hiện ra, tại sao không để bỏ cái bản thể chân tâm đi, cộng vẫn ở trong cái chân tâm của mình điên đảo là đó thật tán buồn thương cũng cùng cái đó, nhưng mà nếu chúng ta bắt đầu mà chấp á là nó trở thành là hoặc điên đảo vọng tưởng chứ mà để không của nó, tại vì tất cả cái đó nó đều có sẵn hết trơn rồi mà mình á thì luôn luôn không để nó yên nhá. Mình nhìn nó cái bắt đầu là bắt đầu những cái tập khí, những cái sự suy nghĩ của mình nó dứt điểm lên liền. Vì thế vì mê nên mới có thế giới và chúng sinh. Cái những cái này quý vị có khi nào mà ngồi suy nghĩ lâu dài tại vì ai trong những đạo mình á thì Đức Phật không bao giờ nói là thế giới này là có ông Adam vậy và Eva là tạo tự xương sừng xương mấy của ông Adam chứ vậy những cái câu chuyện vậy đó. Đức Phật mới nói là sao? Nhất thiết duy tâm tạo, tất cả mọi vật xảy ra là đời nhân duyên, đúng không? Có đủ nhân duyên là tự nhiên thẳng thôi à, không phải có cái xương sừng của ông đó mà tạo lên người. Rất là quan trọng để mình khi mà mình hiểu về cái thế giới quan của Phật giáo mình á, mình thấy ngài mặc dầu sống rất lâu trước đây nhưng mà cái sự suy nghĩ của ngài nó rất là logic, nó không có tính cách là mê tín hay là có tính cách áp đặt hay là Chúa sinh ra tất cả mọi người với là Thượng Đế sinh ra tất cả mọi loài, mình phải kính trọng Thượng Đế. Bởi vô minh vọng động nên ý niệm ra có hư không, có thế giới và chúng sanh. Trong thân chúng sanh thì có vọng tưởng lẫn lộn nên nó vọng động leo truyền lên như vượn như ngựa. Khi các giác quan mở ra nó rong đuổi theo cảnh trần bên ngoài như vượn suốt xiềng ngựa tâm chuồng của nguy hiểm như thế này. Rồi ông chấp cái tướng vọng tưởng lăng xăng trong đó. Tại vì sao cái hai cái con này là nó rất là hăng hái Sư không biết quý vị có thấy con vượn không bao giờ ngồi yên được nha, hắn cái truyền cái này truyền qua bên kia, ngựa cũng vậy, đứng yên một chỗ là nó khó chịu lắm, nó thở phì phò cái là chân đập 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 đập, ngựa không có đứng yên được con vượn cũng vậy sao không có nói chuyện con mèo ha, con mèo nó yên này nó Rồi các ông chấp cái tướng vọng tưởng lăng xăng bên đó cho là tâm tánh của mình. Một phen chấp nó làm tâm thì không sao khỏi mê lầm cho nó cái tâm ở trong thân. Chỉ đâu biết rằng thân này, tâm này cho đến núi sông thế giới hư không đều là vật ở trong chân tâm hiện ra cả. Thì khi mà mình các cái vật mà có được cái nhìn rất là sáng suốt như vậy, ngài nhìn mọi việc ngài hiểu. Còn mình thì tại vì cái tâm của mình còn nhiều cái vọng động, mình đã thấy cảnh mình sân tình, mình hoặc là ưa thích hoặc là nhớ lại cảnh xưa, cái tự nhiên mình sẽ bị cái tình cảm của mình nó sai khiến mình, cái sự suy nghĩ mình nó không có còn yên lặng như Đức Phật nhìn nó biết liền hay là chưa vị mà chứng đạo rồi đó. Còn mình luôn luôn tại vậy mình có những cái thức mà nó rất là nguy hiểm cho mình giống như là a la giải lại ra thức, cái mặt nó thức nó rất là ý thức mà mấy cái đó nó luôn luôn nó chuyển động, nó đưa tin tức lên xuống, nó làm cho mình điên đảo đó, là tại mình có mấy cái đó mà tại mình không có hiểu là mấy cái đó là chính là kẻ thù của mình vì nó thành ra mình mới sinh ra đủ thứ. Còn nếu mà mình nói hiểu rồi mày từ từ trồi lên ta thấy rồi đó nha mình đã thấy nó rồi, mình nhận diện nó rồi, chỉ tự nhiên nó trồi lên nó lại trượt xuống lại, nó không có làm gì đấy. Còn mình
còn chưa trồi lên mà kéo lên cho nhanh hơn. Lên đây như gặp tuần trước rồi phải không? Tuần trước không? Ồ, cái người này là giống cái người mà chứ mình ghét ghê lắm mà hả? Càng lúc càng càng nghĩa là excited lên đúng không? Có cái phần lược giải những người đương thức là dụng chân tâm, tức là cái tâm mình nó đang rõ ràng, minh bạch rõ ràng nha. Bỗng chốc buồn ngủ, lúc này là vô minh hiện ra. Khi ngủ thấy có hư không, thế giới chúng sanh và mình đó, lúc đó là mình bắt đầu chấp vô liền, có mình trong đó mà, có cảnh vật mình ưa thích mà, bắt đầu là mình tác động vô liền. Phải chi có cái này, hình như cái kia đó, mấy cái đó nó tác động vô, nghĩa là suy diễn đủ chứ chuyện hết. Rồi chấp cái thân và tâm trong chiêm bao, nó mình đang chiêm bao, có mấy con, mình có cái lông chải, có mấy con bò, có những tinh suy tính đủ chứ chuyện, bắt sữa cho bò, đem họ đem châu đi bán, nó làm như là tới tấp. Bỏ cái cảnh thức tỉnh rộng lớn này đi. Cái chân tâm rộng lớn như vậy, nó là thanh tịnh, rộng lớn, chỉ trả lại chất cái vọng tâm là cho thật là của mình. Rồi An hiểu được chân tâm sống, chân tâm rồi nhưng mà lại vẫn chưa dám nhận. Tại vì Ngài lúc đó, cái này là một lần nữa sư nói nha, không phải là An không có thông minh nha, trời ơi, thông minh lắm á. Tại vì là đang nói chuyện này là mình, thành ra Ngài đang nói cái sự suy nghĩ của mình đây. Ông An thấy lòng từ bi tha thiết của Phật Thiên Sát hết sức nồng hậu, chỉ dạy rất thâm trầm, cảm động rơi nước mắt đến cảnh đọc Phật rằng: con tin nhờ Phật chỉ dạy được chân tâm, nhưng hiện nay cũng dùng cái tâm phân biệt là vọng tâm, hay là Phật nói rồi hổ xuông cái chân tâm này mà thôi, chưa dám nhận chắc là tâm của con. Tức là hiểu rồi nhưng mà chưa có sure. Xin Phật Tuyên Sát chỉ dạy cho con hết nghi ngờ, phải sure. Để Phật dạy, nếu có ông lấy vọng tâm nghe chánh pháp thì chánh pháp này cũng trở ra vọng, thì không thể nghe được chánh pháp. Cũng như ta cũng như người dùng ngón tay chỉ mặt trăng, các ngươi phải nhân ngón tay mà xem mặt trăng, đừng có chấp vào cái ngón tay này. Thì là không thấy mặt trăng mà cũng không biết luôn cả ngón tay. Tại khi mà rụt ngón tay lại rồi là thấy hết luôn. Lúc đó là hận bị hẳn. Ngón tay là mặt trăng thì không những không biết ngón tay là gì, không biết thế nào là tối và sáng. Vì thế mê chấp ngón tay là mặt trăng thì tối sáng không sao có được. Nếu ông chấp cái phân biệt, phân biệt là có mặt trăng, không có mặt trăng, làm tâm của mình, thì cái tâm này khi rời tiếng nói pháp của ta cũng không còn phân, vẫn còn phân biệt, thì thế mới là cái tâm của các ông. Thì cái vọng tâm mình tức là khi mà nói cái vọng tâm, tức là nó có sự thay đổi, nó nếu mà có cái hình ảnh đó đó thì mình nói là có, nếu mà không có đó thì mình nói là không. Nhưng mà khi mà cái tiếng nói của Đức Phật giới thiệu không còn nữa mà mình nói ra, ồ, nó vẫn còn đó, tức là cái sự thấy, cái khả năng để mà thấy cái ánh trăng á vẫn có đó, mặc dù Đức Phật nói qua rồi, không còn nói chuyện về cái bức tranh nữa, cái ánh trăng nữa, nhưng mà trong cái tâm của mình á biết rằng là nếu mà cái ánh trăng hiện lên ra là mình thấy cái khả năng của mình sẽ thấy được cái ánh đó. Thì nếu mà cái khả năng mình đó mình có, đó là chân tâm của mình, tức là khả năng để thấy. Nếu thật là tâm của ông thì không có đi đâu cả, sao phải rời tiếng nói pháp của ta thì ông còn không còn phân biệt nữa. Cái thấy của mình á, có người ta có nói hay không nói vẫn còn ở đó, vẫn có cái khả năng để phân biệt. Còn những cái phân biệt phải nhờ có tiếng nói, phải nhờ có người giới thiệu đó mới có đó, cái đó kêu là vọng tâm tệ muốn thay đổi. An Nam hỏi Phật: nếu cái tâm của con có chỗ trả về, tức là không có tiếng nói nữa, là rút lui rồi, không có đi ra, không có làm nữa, thì tại sao Như Lai để nói cái chân tâm của ông không trả về đâu cả?
xin Đức Phật mở lòng chỉ dạy cho những cái lời nói này đó. Tại vì cái tiếng giải thích của Đức Phật đó, nó rất là cặn kẽ. Thành ra khi mà Ngài Ananda nghe đó thì phải nghe cho hiểu cho rốt ráo. Để mà tại vì Ngài Ananda đó, vì là có cái trí nhớ siêu việt, là khi mà Đức Phật giảng rồi đó là Ngài lại có thể giảng lại không thiếu một chữ nào hết trơn. Giảng cái trí khủng khiếp vậy đó. Đức Phật giảng xong rồi là Ngài xuống, là Ngài có thể ai có hỏi câu gì là nhớ ra liền, nhắc lại giống hệt vậy á. Thành ra khi mà Ngài hiểu rồi đó thì nếu mà người ta hỏi thì Ngài mới trả lời được. Thành ra mấy cái mà vặn vẹo như này á, như trường của mình đó, nghe qua rồi là xong, nhưng mà Ngài phải hiểu rất rõ. Tại vì Ngài có cái bổn phận đó. Tính chúng mà có thắc mắc gì trở lại hỏi Ananda, Ananda sẽ nhắc lại giống hệt như là Đức Phật nói vậy đó. Đức Phật chỉ tâm là chữ tư. Này Ananda, tất cả cảnh vật trong thế gian không ngoài những cái, cặp đôi như này, sáng tối, chống bít, chống không hoặc là bị bít kín, trong đục, có không, những cái cặp mà kêu là đôi mà đối nghịch nhau đó. Ta đem những vật này, vật nào trả cho vật ấy. Cái bo, cái ánh sáng thì đưa về cho hợp nhập, tức là mặt trời. Nếu không có mặt trời thì không sáng, tức là bóng tối. Còn tối thì trả về cho ban đêm, không trả. Trống không, trả về cho chỗ trống. Chữ bít trả về cho cái vắt. Cái vắt thì nó bít, không thấy được nữa. Trong trả về cho sự thanh tịnh, đục trả về cho bụi bặm. Cái nước nó vẫn đục lên. Cái nào trả về cái đấy rồi thì cái thấy của ông trong các cảnh vật đó, ông muốn nó trở về đâu? Nó đâu có đi đâu đâu, nó cứ đứng đó. Tại vì khi có là lên liền. Nhưng mà cái quan trọng là cái thấy của ông nó có duyên theo cái gì không, nó có phan duyên, nó có điều kiện là nhào lên liền như vậy không. Cái thấy này vẫn đứng yên tại đó, không có, vẫn đứng đó, không có, không có mất. Thế mới kêu là thường còn, chứ mình nói không có thì không có nữa rồi. Vì cái chân tâm của ông nó đi đâu? Không, cái chân tâm thường còn. Khi mà hiện lên hay không hiện lên cũng vẫn có khả năng để thấy. Mình nói mình nhớ phân biệt cái chữ là khả năng. Đó, thành ra cái vị thấy nó, tức là Ngài hẹn hỏi rất là chi tiết. Cái cảnh vật nó có sai biệt, nhưng mà cái thấy của ông, cái chân tâm của ông không có sai biệt. Lúc nào cũng có đó. Rồi, tiếp tục, Ananda còn hỏi, và Thế Tôn, cái thấy của con như thế này không trả lời đâu được, nhưng làm sao biết chắc nó là chân tâm của con? Đức Phật phải nói trả lời lần nữa, mình skip cái ấy nha. Ananda, cái chỗ mà có highlight, tất cả các cảnh vật mặc dù có cao, thấp, xa, gần, nhưng đều là vật bị thấy. Cái cây rồi mình bị, cái cây là được mình bị thấy, mình thấy cái cây. Các vật chưa có sai khác, mà cái thấy của ông không khác. Cái thấy này chính là tâm của ông, tức là chân tâm của ông, chứ không phải là cái vật. Cái vị nếu mà còn nghi ngờ đó thì đọc lại cái chỗ, cái phần highlight đó nhé. Đó thì cái này, cái ngày mà giảng cái bài này đã nói là cái chỗ này là chỉ rất là rõ ràng rồi. Và dạy thêm cái thấy là tâm chứ không phải vật. Nếu cái thấy là vật đó, thì là nếu cái vật khác mà nó đi rồi, nó qua đi rồi thì cái tâm cũng mất luôn. Vậy là mình không có tâm, cũng nguy hiểm. Cái thấy là tâm nhưng không thể thấy được nó. Mình đây là cái vấn đề trừ tượng cái nhận thức. Không có nhận, không có cầm được cái nhận thức. Ananda như cái thấy có lớn, có nhỏ, có đứt, có nối. Ngày này rất là kỹ lưỡng. Quý vị đọc thấy cái này, cái chỗ mà highlight đó, cái thấy này nó phải rút nhỏ lại, chung vào trong nhà hay vào nhà rồi nó bị tường vắt cắt đứt nên mà còn nhỏ như thế. Xong rồi đụng cái lỗ để cho cái thấy nó chạy ra. Thật ra
đọc cái này. À, bây giờ suy nghĩ là quý vị đã có cái những cái này là những cái tình huống mà để Khanh An suy nghĩ một người nếu mà chưa có hiểu rõ thì có thể suy nghĩ là như vậy, nhưng mà quý vị hiểu rồi đúng không? Chắc chắn là không có bị lầm lẫn khi cho sư cho multiple choice đúng không? Kỳ tới thì sẽ có multiple choice các bài từ số 1 đến số 6. Rồi quý vị đọc hết cái phần phía dưới nha. Thực sự là mình thấy trời ơi, cái thầy nào mà trả lời hết mấy cái bài câu hỏi thầy An Nam chắc là phải, nghĩa là mình kêu là từ bi vô hạn mà nhẫn nhịn vô cùng nhé. Trời ơi, đã nói hết rồi bây giờ còn nói cắt nó ra nối nó lại không hiểu cái này. Rồi chúng ta để chứng minh vậy chúng ta hiện vật chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện lòng phần não vô tướng thể nguyện